Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nhà. Tập 152 chương 1511, Tiểu Hà, đã lâu không gặp. Mây đen dày đặc che phủ trên không Yêu Thành, sấm sét vang dội, uy áp của tiên đạo giáng xuống Yêu Thành. Tà Sử Tiên ngẩng đầu nhìn biến hóa của bầu trời trên đầu, cố gắng nuốt nước miếng, tiên nhân giận dữ, thiên địa cũng phải biến sắc. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bố trí trận pháp tiên cấp, tại sao vẫn bị Tịch Diệt Tiên cảm nhận được? Chẳng lẽ Tịch Diệt Tiên cũng đang ở Yêu Thành và hắn tự mình giam giữ mình cùng với Tịch Diệt Tiên sao? Thanh Hà vì sao lại không sao? Vừa rồi Tịch Diệt Tiên gọi Thanh Hà là người của ta, chẳng lẽ đây chính là lý do mà Thanh Hà không bị sao? Chờ một chút, Tịch Diệt Tiên, có thể giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ta có thể giống như Thanh Hà đầu hàng. Oanh! Đậu đậu xám đôi mắt đẹp trừng lên, tàn ảnh để lại tại chỗ, chân thân hóa thành tia chớp. Một cú đạp Tả Sử Tiên bay đến biên giới trận pháp, khiến hắn bị đập đến điên đảo, ngũ tạng lục phủ lệch hết vị trí. Đại nhân! Thanh Hà nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử một khắc này, nhiệt huyết dâng lên, kích động đến mức không dám tin vào hai mắt mình. Cất tiếng gọi đại nhân với giọng run rẩy, quen thuộc mà trí nhớ mơ hồ tràn vào đầu, nước mắt lăn dài, không sao ngừng lại được. Xa cách 40 vạn năm, người mà tâm niệm bấy lâu rốt cuộc đã trở lại. Điều này thực sự giống như một giấc mơ. Tiểu Hà, ta biết ngươi không sao. Bất Hủ Tiên Tử quay đầu nhìn thấy Thanh Hà bình an vô sự, cười hề hề, cũng cảm thấy rất vui mừng, nàng cứ nghĩ rằng đậu đậu xám đã làm gì Thanh Hà rồi. Tiểu Hà, đợi một lát, để ta xử lý cái tên Tả Sử Tiên này đã. Tả Sử Tiên vừa mới hồi phục tinh thần sau cú đá của đậu đậu xám, liền cảm nhận phần bụng bị một quyền của tiên tử đánh trúng, đau như rời sông lấp biển, nước chua cũng phải nôn ra. Thật là một cú đánh khủng khiếp, đây chính là nắm đấm của Bất Hủ Tiên. Tả Sử Tiên là tiên nhân thời kỳ Tân Hỏa Vương Triều, chưa từng trải qua thời kỳ Thượng Cổ Nam Tiên thống trị. Nhưng hắn đã nghe kể về Bất Hủ Tiên Tử Tứ Ứng Thiên Tiên và những người khác, biết được sự đáng sợ của nàng. Cho dù hiện tại nàng vẫn chưa hoàn toàn phục sinh, chỉ là một linh hồn thể, vậy cũng không phải là thứ mà hắn có thể đối phó. Chọc phải hai người này, đừng nói là hắn, ngay cả bốn tiên thượng cổ có tụ họp lại cũng chỉ có con đường chết. Phải trốn, nhất định phải trốn. Đậu đậu xám cùng Bất Hủ Tiên Tử đồng thời tấn công Tả Sử Tiên, giống như chơi đá bóng, đá hắn như một quả bóng, bay qua bay lại, phát tiết cảm xúc. Cuối cùng, Tả Sử Tiên chịu đựng đau đớn dữ dội, nắm lấy cơ hội muốn bay ra khỏi Yêu Thành. Nhưng khi hắn đến biên giới Yêu Thành mới nhớ ra rằng trận pháp tiên cấp đã phong tỏa không gian Yêu Thành, trận pháp này là do chính hắn thiết kế, chỉ cần ba nhịp hô hấp là có thể phá vỡ trận pháp. Nhưng dưới sự tấn công của đậu đậu xám và Bất Hủ Tiên Tử, đừng nói là ba nhịp thở, hắn thậm chí không có nổi thời gian để thở. Đáng chết, đã tốn bao công sức thiết kế trận pháp, cuối cùng lại tự nhốt mình. Lúc nhìn thấy đậu đậu xám và Bất Hủ Tiên Tử xuất hiện, Chu Thiên, Yêu Đế đang chuẩn bị mang theo 8 con ngựa rồng. Trải vàng đại đạo xuất hành, liền lặng lẽ dừng lại, ngồi xổm xuống đất, nhặt lại những trái linh quả vừa bị lật tung trở về mâm. Trời ơi, ba tiên chiến đấu, may mà ta chưa ra ngoài, nếu ra còn chịu nổi nữa sao? Mặc dù hắn không biết Tả Sử Tiên là ai, nhưng có thể khiến Bất Hủ Tiên xuất thủ, chắc chắn đó cũng chỉ có thể là một tiên nhân. Hô hô, mưa rào xối xả, rửa sạch Yêu Thành, mưa to rơi xuống trên người Tả Sử Tiên, ngay lập tức bị bốc hơi, phát ra tiếng xì xì, hơi nước bao phủ lấy hắn. Tả Sử Tiên thở hổn hển, thương thế khôi phục nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy. Hắn may mắn đã cướp được hồi xuân đạo quả hình thức ban đầu từ tay Mộc Ấn Thượng Nhân, nếu không thì đã bị đánh cho thân thể thương tổn nặng nề, chỉ còn thoi thóp. Đậu đậu xám nhíu mày, thân thể của tiên nhân tự nó đã có năng lực khôi phục, nhưng tịch diệt chi lực của nàng có khả năng ức chế khả năng này. Thế mà Tả Sử Tiên vẫn có thể khôi phục nhanh chóng, điều này chứng tỏ hắn có cách khôi phục khác. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, trước mặt nàng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng đều vô dụng. So với việc Tả Sử Tiên chỉ cần một tay đã trấn áp Thanh Hà và Vân Mộng Mộng, tạo ra dung chuyển trời đất, thì hai nữ khi đối phó Tả Sử Tiên chỉ đơn giản là quyền đấm cước đá, động tác giản dị tự nhiên. Nhưng mỗi chiêu thức lại ẩn chứa chân lý của đại đạo. Dù vậy, trận chiến của ba tiên đã mang lại cảm giác áp bức vô cùng nặng nề cho Yêu Thành. Mỗi người trong thành giống như đang phải vác một ngọn núi lớn, tu vi không đủ thì đến tư cách đứng xem cũng không có. Thanh Thiên Trấn Ngục Thủ.
Tả Sử Tiên liều mình chịu tổn thương, thi triển Thanh Thiên Chấn Ngục Thủ, bàn tay lớn màu xanh từ trên trời giáng xuống. Giống như bàn tay của trời cao, trong lòng bàn tay phủ đầy phù văn, đại diện cho quy tắc và trật tự. Diệt. Đậu Đậu Xám lạnh giọng nói một chữ, bàn tay xanh ấy từ ngón tay bắt đầu tan rã thành những phù văn nguyên thủy, phù văn tan biến, hoàn toàn biến mất không còn. Tả Sử Tiên lấy ra một tấm phù lục, đều là phù lục tiên cấp mà hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước, mỗi một tấm đều đủ để giết chết một bán tiên. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Xích Hồng Hỏa Liên bùng lên, đốt cháy mọi tội ác trên thế gian, đây là ngọn lửa đã hủy diệt Tân Hỏa Vương triều của Đậu Đậu Xám. Khi chạm vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa, sẽ như bị lửa nghiệp đốt cháy đến khô cạn. Thái Hư Huyễn Cảnh. Một huyễn cảnh khổng lồ mở ra, để Đậu Đậu Xám và Bất Hủ Tiên Tử rơi vào huyễn cảnh, chỉ cần có một khoảnh khắc thất thần cũng đủ tranh thủ thêm chút thời gian cho hắn. U Minh Quỷ Ảnh. Vô số quỷ ảnh xuất hiện, đây là lực lượng mà hắn đã thu thập từ địa phủ của Tân Hỏa Vương triều, trăm vạn âm binh mang theo âm khí, có thể khiến tiên nhân gặp vận rủi, quả thật rất hoàn mỹ. Diệt. Đậu Đậu Xám hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi huyễn cảnh, nàng chỉ nói một chữ diệt, chữ này đại diện cho tịch diệt chi lực, trong lĩnh vực tiên đạo có thể xếp vào hàng sát phạt đệ nhất. Thượng cổ bốn tiên khi đối mặt với tịch diệt chi lực cũng đều thúc thủ vô sách, đừng nói đến Tả Sử Tiên khi ngay cả đạo quả cũng không có. Hồng Liên Nghiệp Hỏa trước tịch diệt chi lực chỉ trong chốc lát đã tàn biến, trăm vạn âm binh cũng bị cho tàn hủy diệt. Tả Sử Tiên nhân cơ hội mở thiên nhãn, mặc dù hắn đã mất đi nhìn thấu đạo quả, nhưng vẫn còn chút khả năng đoán vận mệnh. Đây là bản sự giữ nhà của dòng tộc Sử Hoàng, được hắn phát dương quang đại. Trong thiên nhãn, hắn nhìn thấy mình bị bao quanh bởi sương mù màu xám, là điềm đại hung, có nghĩa là kết cục trận chiến này có thể là sa vào tù ngục hoặc chết không toàn thây, không còn lựa chọn nào khác. Hắn quyết định thật nhanh, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển đại thần thông nhân quả, nghịch thiên cải mệnh. Đây là chiêu thức đủ để cải biến vận mệnh của bản thân, có thể chuyển mệnh từ màu xám sang trắng, tranh thủ một chút hy vọng sống. Hằng Định Bất Biến. Bất Hủ Tiên Tử vận dụng Bất Hủ Đạo Quả, định trụ vận mệnh của Tả Sử Tiên, mặc cho hắn thi triển đại thần thông gì đi nữa, cũng không thể thay đổi được mệnh của hắn. Bất Hủ Đạo Quả không chỉ giúp Bất Hủ Tiên Tử duy trì trạng thái ban đầu, mà còn có tác dụng tương tự đối với người khác. Tả Sử Tiên quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không ngờ rằng còn có chiêu này, đến mức khiến cho nghịch thiên cải mệnh cũng mất đi hiệu lực. Đây chính là sức mạnh của thượng cổ năm tiên đứng đầu sao. Đậu Đậu Xám bước ra từ đống cho tàn của trăm vạn âm binh, đôi mắt băng lãnh nhìn Tả Sử Tiên như nhìn một tử thi. Nàng lạnh giọng ra lệnh, giọng điệu không cho phép nghi ngờ, quỳ xuống trước Tiểu Hà. Nàng bước từng bước đến trước mặt Tả Sử Tiên, chế trụ đỉnh đầu hắn, dùng lực nhấn xuống, trực tiếp đẩy Tả Sử Tiên từ trên trời rơi xuống đất, quỳ trước mặt Thanh Hà. Bất Hủ Tiên Tử từ trên không hạ xuống, cười hi hi chào hỏi, Tiểu Hà, đã lâu không gặp. Chương 1512, người sáng lập Bất Hủ Giáo. Đại nhân, thật sự là ngươi sao? Ngươi thật đã sống lại. Thanh Hà hai tay che miệng, vẫn không thể tin rằng đại nhân thật sự đã trở về. Nàng không kìm được xúc động, tiến lên ôm lấy Bất Hủ Tiên Tử, như muốn xác nhận mình không đang nằm mơ. Phải, là ta đã sống lại. Bất Hủ Tiên Tử cười, vỗ nhẹ lưng Thanh Hà, giọng an ủi nhẹ nhàng, giống như thời kỳ thượng cổ khi nàng xả thân bảo vệ Thanh Hà trước nguy nan, rồi sau đó lại trấn an nàng. Đại nhân, ta đã chờ ngươi rất lâu, ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Thanh Hà nói trong tiếng nức nở, nhận ra mình đã đi quá giới hạn, nàng bối rối vội buông Bất Hủ Tiên Tử ra. Nhưng Bất Hủ Tiên Tử lại tiến tới ôm lấy Thanh Hà một lần nữa, ghé bên tai nàng nói nhỏ, Tiểu Hà, thấy ngươi không sao, ta thật sự rất vui. Khi buông Thanh Hà ra, đôi mắt của nàng đã đỏ hoe vì khóc. Đậu Đậu Xám nhìn lướt qua Tả Sử Tiên đang quỳ trên mặt đất, lập tức cảm thấy mất hứng. Trận chiến vừa rồi chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Lục Dương và Vân Mộng Mộng vừa ngẩng đầu quan chiến, còn chưa kịp ai điếu cho tên xui xẻo Tả Sử Tiên thì hắn đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trong khi quan chiến, Vân Mộng Mộng và Thanh Hà cũng tiện tay bắt giữ Minh Uyên đạo nhân, kẻ đang chuẩn bị trốn thoát. Lục Dương cảm thấy mình cũng xứng đáng với ân tình Tấn Tham tộc trưởng khi giúp hắn giả mạo thân phận Ngũ Tinh Linh Chủ. Dù cho hắn không nhận được nguyên liệu nấu ăn cấp truyền thuyết từ Tấn Tham, nhưng việc giúp Tấn Tham bắt Minh Uyên đạo nhân cũng coi như đã thực hiện được nguyện vọng của Tấn Tham trong việc trở thành minh chủ của Linh Chủ Minh. Đại đương gia, ta biết ngươi sẽ đến cứu ta mà. Vân Mộng Mộng lanh lợi chạy tới bên cạnh Bất Hủ Tiên Tử. Nàng khi đối mặt với Tả Sử Tiên vừa rồi cũng không hề bối rối, bởi nàng tin tưởng rằng đại đương gia chắc chắn sẽ đến kịp thời. Khoan đã,
đại nhân chính là đại đương gia mà ngươi nói sao? Thanh Hà giống như vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường, gương mặt đầy kinh ngạc. Khi biết rằng Vân Mộng Mộng có được bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, Thanh Hà đã nên nghĩ đến điều này. Nhưng vào lúc đó, nàng chỉ vội vã cứu người mà không nghĩ xa hơn. Vậy ngươi nói nhị đương gia là ai? Thanh Hà hỏi. Chính là người này, hắn là nhị đương gia của bất hủ nhất mạch chúng ta. Vân Mộng Mộng trịnh trọng kéo Lục Dương ra giới thiệu. Thanh Hà tiền bối, ngươi khỏe chứ? Ta đã nghe tiên tử nhắc đến ngươi rất nhiều lần. Lục Dương ngượng ngùng cười nói, luôn cảm thấy ánh mắt của Thanh Hà tiền bối nhìn mình có chút không hài lòng. Thanh Hà đương nhiên không tỏ thái độ tốt với Lục Dương. Theo như lời của Vân Mộng Mộng, Lục Dương lợi dụng sự coi trọng của đại nhân mà cả ngày bám giết không rời, miệng thì toàn nói những điều dối trá. May mắn là đại nhân có trái tim chân thành, không bị ô nhiễm. Hóa thần kỳ. Thanh Hà nhíu mày, một người ở hóa thần kỳ làm sao lại có thể trở thành nhị đương gia của bất hủ nhất mạch. Nàng tự thấy mình ngu dốt, đã theo bước chân đại nhân nhưng nhiều lần thất bại trong việc ngưng ra bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, cuối cùng đành ngưng tụ thành trường sinh đạo quả hình thức ban đầu, mất đi tư cách trở thành thành viên của bất hủ nhất mạch. Tiểu tử này có tài đức gì mà được đại nhân ưu ái như vậy? Đừng nhìn nhị đương gia tu vi hiện tại còn thấp, hắn khi ở Phật Quốc có được cả một tiên khu từ hương hỏa ngưng tụ. Rất mạnh, ngay cả tư thần thần quân và đế quân phân thân cũng không phải đối thủ của hắn. Vân Mộng Mộng nói để minh oan cho Lục Dương, nhị đương gia của nàng thực sự không phải kẻ tầm thường. Phật Quốc tiên khu, tư thần thần quân, là ngươi ở chùa Tây Thiên xuất thủ sao? Thanh Hà chấn động, nàng từng nghĩ rằng trận chiến đó là do Vân Mộng Mộng gây ra. Trận chiến ở chùa Tây Thiên, tiên nhân thần bí kia có được bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, có nghĩa là hắn có thể sử dụng bất hủ đạo quả hình thức ban đầu sao? Đúng vậy, Tiểu Dương Tử không hề tầm thường. Bất hủ tiên tử chia sẻ niềm vui với Thanh Hà, cho rằng đây là điều đáng tự hào. Thanh Hà vẫn luôn nghĩ rằng mình và bất hủ tiên tử là mối quan hệ thượng hạ cấp, nhưng bất hủ tiên tử lại coi hai người như hảo hữu nên không có gì phải giấu giếm. Việc ta được phục sinh đều là nhờ Tiểu Dương Tử, chính hắn đã gia nhập bất hủ giáo, biết đến phương pháp phục sinh của ta và vô tình hô ra danh hào của bản tiên. Thanh Hà liền trầm sắc mặt lại, hóa ra là Lục Dương đã sống lại đại nhân, điều đó làm thái độ vừa rồi của nàng có phần hơi thất lễ. Tuy nhiên, cho dù là Lục Dương có giúp phục sinh đại nhân, thì cũng không nên cả ngày nói dối, lừa đảo đại nhân mà sống sót qua ngày. Đậu Đậu Xám gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương, tất cả đều do ngươi, nếu không phải ngươi xen vào chuyện của người khác, phục sinh bất hủ tiên tử, thì giờ đây làm gì có nhiều chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, lực tay của Đậu Đậu Xám đang đặt trên đầu Tả Sử Tiên liền mạnh thêm vài phần, đau đến mức khiến Tả Sử Tiên tưởng Đậu Đậu Xám muốn thừa cơ giết hắn. Đừng giết ta, đừng giết ta. Nếu nói như vậy, thì ta cũng có đóng góp trong việc phục sinh bất hủ tiên tử. Ngươi, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tả Sử Tiên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Chính ta là người khai sáng ra bất hủ giáo mà. Tả Sử Tiên luôn tìm kiếm phương pháp để giúp mình sống sót trước tịch diệt tiên. Dù có hồi xuân đạo quả để gia tăng sinh mệnh lực, nhưng loại đạo quả phù hợp nhất để bảo vệ tính mạng vẫn là bất hủ đạo quả. Tuy nhiên, bất hủ đạo quả không giống như hồi xuân đạo quả, không thể dễ dàng ngưng tụ mà ra. Cả 30 vạn năm của Tân Hỏa Đại Càn Đại Ngu cũng không ai có thể kết xuất thành bất hủ đạo quả. Chính vì vậy, hắn đã thành lập bất hủ giáo, hy vọng có thể thông qua hương hỏa chi lực để ngưng tụ bất hủ đạo quả. Sau đó, hắn đến Đại Hạ và gặp Vân Chi, nhưng sau khi giao chiến thì phải hoảng sợ chạy trốn, không dám quay lại Đại Hạ mà chỉ dám cho phân thân đến đó. Sau đó, bất hủ giáo bị hủy diệt, phân thân của hắn cũng bị tiêu diệt và hắn chẳng thu hoạch được gì. Nhưng những chuyện này không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là tranh công để bảo toàn mạng sống. Ta vì phục sinh bất hủ tiên tử, đã mô phỏng theo Tân Hỏa Vương Triều mà sáng lập bất hủ giáo. Ngươi lừa ai đây? Nếu ngươi thật sự muốn phục sinh tiên tử, thì sao ngay cả danh hiệu của tiên tử ngươi cũng đọc sai? Lục Dương lập tức vạch trần lời nói dối của Tả Sử Tiên. Để phục sinh tiên tử, phải niệm đúng danh hào của tiên tử. Nhưng bất hủ giáo lại thờ phụng tiên nhân với danh xưng bất hủ tiên nhân, làm sao mà phục sinh được? Ngươi rõ ràng là vì muốn thu hoạch bất hủ đạo quả mà lợi dụng tín ngưỡng hương hỏa để thành lập bất hủ giáo. Nhìn thấy thái độ của mọi người đối với mình ngày càng trở nên thù địch, mạng sống của hắn lúc này cũng như chỉ mảnh treo chuông. Để chứng minh giá trị của mình, Tả Sử Tiên vội vàng nói ra bí mật mà hắn đã giấu kín trong lòng. Ta biết kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện là ai. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều sững sờ, ngay cả Đậu Đậu Xám cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân của mọi việc đều bắt nguồn từ kẻ đứng sau màn đã giết chết bất hủ tiên tử.
Đến tận lúc này, không ai biết thân phận thực sự của kẻ đứng sau màn, cũng không biết vì sao hắn lại muốn giết Bất Hủ Tiên Tử. Ta ngưng tụ được nhìn thấu đạo quả, có thể nhìn thấy thập phương, trên trời dưới đất, quá khứ, hiện tại và tương lai đều có thể thấy rõ. Khi ta ngưng tụ nhìn thấu đạo quả, Ứng Thiên Tiên đã yêu cầu ta quan sát xem ai đã giết Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương nhớ lại lời Ngao Linh từng nói rằng Tả Sử Tiên khi thi triển đạo quả đã đổ mồ hôi đầm đìa nhưng chẳng nhìn ra được gì. Tả Sử Tiên run rẩy nói, thực ra ta lúc đó đã nhìn thấy kẻ đứng sau màn, chính là bốn người bọn họ, Ứng Thiên Tiên và ba người còn lại. Bốn người bọn họ muốn chiếm lấy Bất Hủ đạo quả, nhưng Bất Hủ Tiên lại chiếm giữ vị trí đó, vì vậy bọn họ đã lập ra kế hoạch giết chết Bất Hủ Tiên Tử để vị trí của Bất Hủ trống ra. Bốn kẻ đầu têu bao vây quanh hắn, hỏi ai là hung thủ, hắn có gan nào dám nói ra sự thật. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 1513, hư giả quá khứ. Phía sau màn hắc thủ là thượng cổ bốn tiên. Lục Dương ban đầu hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ra một biểu cảm kỳ quái. Vậy ý của Tả Sử Tiên là tiên tử luôn tìm kiếm kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng thực chất kẻ đó lại do chính thượng cổ bốn tiên tạo ra, thực chất chính họ mới là kẻ đứng sau màn. Thanh Hà cũng không ngờ rằng, hóa ra lúc ấy khi bọn họ yêu cầu Tả Sử Tiên xem xét quá trình hành hung, kết quả mà Tả Sử Tiên nhìn thấy lại là như vậy. Ta nói đều là sự thật. Nhìn thấy mọi người mang thần sắc khác nhau, ít nhiều cũng không tin những lời mình nói, Tả Sử Tiên liền nóng nảy. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, hắn đều toát mồ hôi lạnh. Khi thượng cổ bốn tiên hỏi hắn, biểu cảm của bọn họ rất thân thiện và có thiện chí, thậm chí còn cầu xin hắn giúp đỡ. Ban đầu hắn tưởng đây là tình cảm chân thành từ thượng cổ bốn tiên, nhưng sau khi chứng kiến chân tướng, rồi nhìn lại họ, hắn chỉ thấy nụ cười của họ chứa đựng sự kỳ quái và sát ý. Nếu không phải hắn nhanh trí đổi lời nói rằng mình chẳng thấy gì, có lẽ hắn đã phải chết ngay tại trận. Ngươi không nghĩ đến khả năng rằng quá khứ mà ngươi thấy là giả sao? Lục Dương nhịn không được mà hỏi. Thật sự câu chuyện này nghe rất không hợp lý, không nói đến những chuyện khác, liệu bốn người Ứng Thiên Tiên kia có thể vì muốn chiếm đoạt Bất Hủ đạo quả mà ám toán Bất Hủ Tiên Tử sao? Họ mưu đồ gì chứ? Dùng lời của Bất Hủ Tiên Tử mà nói, đã thành tiên rồi, ai còn truy cầu thêm sức mạnh nữa, thật là quá phiền phức. Ta thậm chí để xác nhận mình nhìn thấy thật hay giả, còn tra xét toàn bộ quá khứ của Ứng Thiên Tiên bốn người bọn họ. Tả Sử Tiên kích động nói, chuyện này hắn đã nhẫn nhịn suốt gần 40 vạn năm, hôm nay quyết định nói hết một lần. Ta thấy kiến mộc bị bẻ gãy, ý chí sinh ra tuế nguyệt tiên, thấy Ứng Thiên Tiên bị chôn vùi cùng với những vật tùy táng. Thấy Kỳ Lân Tiên được sinh ra từ tinh hoa của thiên địa, thấy Cửu Trọng Tiên xuất hiện ở đại tộc Liên Sơn Thị của nhân tộc. Lai lịch của tuế nguyệt tiên, Kỳ Lân Tiên và Cửu Trọng Tiên không phải bí mật gì, nhưng duy chỉ có Ứng Thiên Tiên là ngoại lệ. Xuất thân của hắn không hề phù hợp với phong cách của hắn và cũng rất ít được tuyên truyền ra bên ngoài. Điều này cho thấy lời Tả Sử Tiên nói có vẻ đúng. Ta còn thấy bốn người bọn họ dù bề ngoài trông rất chính trực, nhưng thực chất phía sau lại đầy toan tính, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, lợi ích đặt lên hàng đầu. Họ tiếp cận ngươi chẳng qua vì muốn lợi dụng tài năng của ngươi, một mình ngươi suy diễn ra khái niệm đạo quả hình thức ban đầu và đạo quả, tìm ra cảnh giới tiên, tài hoa này quả thực cổ kim vô song. Họ lo ngại rằng ngươi sẽ là người đầu tiên thành tiên, nên Tuế Nguyệt Tiên đã thuyết phục ngươi từ bỏ tịch diệt đạo quả để chuyển sang Bất Hủ đạo quả. Mục đích là để ngươi mãi vướng bận trong việc đó và không thể thành tiên. Không ngờ ngươi lại buông bỏ được chấp niệm và ngưng tụ ra Bất Hủ đạo quả, điều này khiến họ ghen ghét và sinh ra sát tâm, từ đó mới quyết định hạ thủ với ngươi. Lục Dương nhíu mày, chuyện này thực sự khó hiểu, những gì Tả Sử Tiên miêu tả đơn giản như thể đang nhìn từ góc độ của một âm mưu ra để phán đoán về thượng cổ bốn tiên. Chờ một chút, ngươi vừa nói đạo quả là do tiên tử một mình suy diễn ra. Lục Dương quay đầu hỏi Bất Hủ tiên tử, ta nhớ ngươi đã từng nói rằng đạo quả là kết quả từ sự suy diễn của cả năm người các ngươi. Đúng vậy. Không chỉ Bất Hủ tiên tử mà Đậu Đậu Xám và Thanh Hà cũng đều nhớ rõ điều này. Điều đó chứng tỏ những gì Tả Sử Tiên nhìn thấy về quá khứ là có vấn đề. Điều này không thể xảy ra. Tả Sử Tiên ngẩn người, việc suy diễn ra đạo quả là một sự kiện khai thiên lập địa, hắn chắc chắn mình không thể nhớ nhầm. Lục Dương trầm giọng nói, nếu thực sự là bốn tiên ra tay, thì họ làm thế nào để khiến tất cả mọi người trên thế giới đều quên đi sự tồn tại của tiên tử? Họ chắc chắn có cách mà ta không biết. Tả Sử Tiên không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Đối diện với Tả Sử Tiên không muốn trả lời trực tiếp, Lục Dương đã có một suy đoán, ngươi thấy quá khứ không phải là thực sự, mà là do kẻ đứng sau thao túng, tạo ra một quá khứ giả. Tuy nhiên,
Lục Dương vẫn không hiểu tại sao kẻ đứng sau màn lại tạo ra quá khứ với lỗ hổng lớn như đạo quả là do tiên tử một mình ngộ ra. Có phải là vì một nguyên nhân bắt buộc nào đó không? Chẳng lẽ là tiên tử, nếu Ứng Thiên Tiên và ba người còn lại thực sự có tính cách như những gì Tả Sử Tiên miêu tả, ngươi sẽ làm gì? Lục Dương hỏi. Làm gì ư? Đương nhiên là tránh xa bọn họ rồi. Bất Hủ Tiên Tử trả lời chắc chắn, rõ ràng có thể phân biệt ai là người tốt, ai là người xấu. Nếu phải thôi diễn đạo quả, ngươi sẽ mời bốn người bọn họ cùng tham gia chứ? Lục Dương hỏi tiếp. Bất Hủ Tiên Tử sờ cằm, phỏng đoán về hành động mà mình có thể làm. Cuối cùng nàng cũng đưa ra câu trả lời rõ ràng. Sẽ không, ta sẽ tự mình thôi diễn. Cho dù chỉ có mình ta, chắc hẳn cũng có thể thôi diễn ra kết quả. Vậy thì hợp lý rồi, kẻ đứng sau màn đã cho Tả Sử Tiên thấy quá khứ, nhưng dựa trên giả thiết về tính cách của Ứng Thiên và ba người kia mà tạo ra, Lục Dương nói chắc chắn. Tuy nhiên, Lục Dương vẫn chưa hiểu rõ làm sao kẻ đứng sau màn có thể làm đến mức này, bởi chỉ có đạo quả mới có thể ảnh hưởng đến kết quả của đạo quả nhìn thấu. Liệu đây có phải là khả năng của nhân quả đạo quả? Không thể nào, chẳng lẽ thực sự có một kẻ đứng sau màn? Giờ đây, Tả Sử Tiên cảm giác như thế giới quan của mình đã hoàn toàn đảo lộn, bốn tiên của Ứng Thiên không phải là người như hắn nghĩ, mà thật sự không có ý đồ xấu. Vậy kẻ uy hiếp ta ngày đó cũng không phải là Ứng Thiên bốn tiên, mà là kẻ đứng sau màn. Uy hiếp ngươi? Lục Dương hỏi. Chuyện này sau khi kết thúc, ngay trong đêm đó, đã có người đến hành cung của ta, bảo ta tự hủy đạo quả. Nếu ta không tự hủy đạo quả, hắn nói rằng hắn sẽ giết ta ngay lập tức. Nhớ lại bóng dáng đó, trong lòng Tả Sử Tiên không khỏi hoảng sợ, khí tức của hắn tỏa ra, rõ ràng hắn hoàn toàn có thể giết chết ta. Người đó là ai? Bất Hủ Tiên Tử hỏi. Ta không biết, hắn không hề lộ diện. Ta vẫn cho rằng hắn là một trong bốn tiên kia. Nhưng nếu những gì ta thấy về quá khứ là giả, nếu thật sự có một kẻ đứng sau màn, thì kẻ uy hiếp ta chính là kẻ đó. Ta bị hắn ép buộc, bất đắc dĩ phải từ bỏ cảm ngộ đối với đạo quả nhìn thấu và phá hủy nó. Ngươi đã mất đi đạo quả nhìn thấu. Đậu Đậu xám hỏi. Đúng vậy. Tả Sử Tiên cười chua chát. Đạo quả nhìn thấu có thể chiếu rọi thập phương. Nếu hắn còn giữ được đạo quả này, thì đã có thể nhìn thấy vị trí của Tịch Diệt Tiên và sẽ không phải rơi vào tình cảnh chết không toàn thây như bây giờ. Vậy ngươi sau đó dự đoán đại thế chi tranh ra sao? Thanh Hà hỏi. Câu chuyện về đại thế chi tranh khởi nguyên từ Tả Sử Tiên. Hắn đã nói rằng 39 vạn năm sau sẽ xảy ra đại thế chi tranh. Tả Sử Tiên thở dài, mặc dù ta đã mất đi đạo quả nhìn thấu, nhưng bản thân ta vẫn am hiểu xem bói. Mặc dù không thể đạt đến trình độ của đạo quả nhìn thấu, nhưng hiệu quả xem bói của ta cũng khá tốt. Ta đã xem bói về tương lai 39 vạn năm sau, rằng sẽ có cơ duyên thành tiên. Các bán tiên và tiên nhân sẽ hiện thân tranh đấu, thiên địa hỗn loạn, có người sẽ thành tiên, nhưng cũng có tiên nhân phải hy sinh. Tuy nhiên, kết quả xem bói không hoàn toàn chính xác. Ví dụ như theo kết quả của ta, hiện tại đã bắt đầu đại thế chi tranh, các thế lực đã sớm đánh nhau, thế đạo không còn yên bình như bây giờ. Hoặc như ta còn xem bói rằng mình có thể thông qua việc thành lập bất hủ giáo để đạt được bất hủ đạo quả, kết quả như các ngươi thấy đó, ta đã không thành công. Lục Dương càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Có vẻ như nếu lúc trước hắn không tìm thấy tổng bộ của bất hủ giáo, thì Tả Sử Tiên đã có thể thành công. Chương 1514, Bất Hủ Tiên, một trận chiến thượng thiên. Ha ha, hóa ra thật sự có kẻ đứng sau màn. Tả Sử Tiên bật cười, đôi vai rung lên, tiếng cười đứt quãng, ngẩng đầu để mặc cho nước mưa rửa sạch khuôn mặt. Từ khi trở thành tiên nhân đến nay, gần 40 vạn năm, hắn luôn coi thượng cổ bốn tiên là kẻ địch. Lúc Tân Hỏa Vương Triều bị hủy diệt, trong lòng hắn còn có một loại khoái cảm khó nói nên lời. Nghĩ rằng đó là sự báo ứng khi họ lập nên Tân Hỏa Vương Triều, dùng sức mạnh tín ngưỡng tạo ra bất hủ đạo quả và rồi tạo ra Tịch Diệt Tiên, kẻ đã khiến Tuế Nguyệt Tiên phải hy sinh và ba tiên còn lại bỏ chạy hoảng loạn. Chính vì thế, khi hắn nhìn thấy tương lai rằng Tịch Diệt Tiên sẽ xuất hiện, hắn không nói cho thượng cổ bốn tiên mà chỉ giữ tâm lý muốn xem họ gặp phải phiền phức như thế nào. Dù hắn cũng là kẻ bị truy đuổi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bốn tiên chịu cùng số phận như mình, tâm trạng hắn liền tốt hơn rất nhiều. Không ngờ ngay từ đầu, kẻ đứng sau màn đã tạo ra quá khứ sai lầm cho hắn, khiến hắn nghi ngờ mọi thứ, chẳng tin vào bất cứ ai. Đúng là kẻ đứng sau màn quá tài tình. Nếu lúc trước hắn nói ra kết quả bói toán cho thượng cổ bốn tiên, liệu bây giờ mọi chuyện có khác đi không? Hắn tính toán mãi rồi được gì? Nói xong chưa? Đậu Đậu xám lạnh lùng hỏi, không để cho ai phản ứng,
lòng bàn tay nàng xuất hiện một ngọn lửa màu xám tượng trưng cho sự tịch mịch và khô héo. Chỉ mới bùng lên trong lòng bàn tay, không gian đã bắt đầu sụp đổ. Ngọn lửa màu xám trong nháy mắt bao trùm Tả Sử Tiên, hắn đau đớn kêu thảm, khói đen phun ra từ 7 lỗ trên mặt. Dừng tay, Bất Hủ Tiên Tử hét lớn, nhưng đã quá muộn. Ngọn lửa màu xám thiêu đốt Tả Sử Tiên thành cho bụi, giống như khi xưa Ứng Thiên bị thiêu đốt. Ngươi đang làm gì? Bất Hủ Tiên Tử tức giận hét lên, toàn thân run rẩy, giận đến không thể kiềm chế. Đậu Đậu Xám lạnh lùng nhìn chính mình khác, cắt đứt nhân quả, tiếp cận siêu thoát, nghênh chiến kẻ đứng sau màn. Ứng Thiên Tiên và những người khác phục sinh ta không phải để làm gì khác ngoài mục đích này. Giải quyết kẻ đứng sau màn, chỉ cần ta là đủ, ngươi tồn tại là thừa. Vì vậy ngươi đã hủy diệt toàn bộ Tân Hỏa Vương Triều. Bất Hủ Tiên Tử quát lên, nước mắt lan dài, giọng nói run rẩy. Đó là cái giá cần thiết, không cần cái giá đó. Nước mắt Bất Hủ Tiên Tử không ngừng tuôn rơi, lịch sử bị xóa sạch, 10 vạn năm lịch sử bị cắt đứt, rốt cuộc đã bao nhiêu người phải chết để đạt được điều này. Tất cả đều vì nàng, nếu nàng không được phục sinh, liệu mọi người có thể sống yên ổn không? Nàng không quan trọng đến mức ấy. Đúng vậy, Ứng Thiên Tiên muốn ta trở thành ngươi. Đậu Đậu Xám nhếch môi cười giễu cợt, cười cho số phận của mình, thật nực cười làm sao? Ngươi không phải là ta. Đúng vậy, ngươi thật tuyệt vời, có Bất Hủ đạo quả, không lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, sống vô lo vô nghĩ, lại có nhiều người thích ngươi, lo lắng cho ngươi, nghĩ đủ mọi cách để phục sinh ngươi. Còn ta, chỉ là kẻ không có tên tuổi, làm sao có thể trở thành ngươi? Nhưng nếu ta không trở thành ngươi, ta sẽ xuất hiện trên thế gian này để làm gì? Tiểu Hà sẽ chấp nhận ta thế nào? Đậu Đậu Xám sắc mặt cứng đờ, nhìn chăm chú vào chính mình, không còn che giấu sát ý, như rít lên từ kẽ răng từng chữ một, nếu ta không giết ngươi, làm sao ta có thể trở thành ngươi? Ta đã nói, ta nhất định sẽ giết ngươi để chứng minh ta mới là ngươi thật sự. Không muốn. Thanh Hà lo lắng tiến lên ngăn cản, nhưng bị Đậu Đậu Xám tiện tay phong ấn lại tại chỗ. Đậu Đậu Xám liếc nhìn Thanh Hà một chút, không còn giấu giếm khí tức của mình. Máu trong cơ thể nàng sôi trào, từ đầu đến chân đều tỏa ra một luồng ánh sáng kỳ lạ. Nàng vươn mình, mây mưa trên bầu trời bị đẩy lùi. Mưa rào ban nãy vì hai người mà rơi, giờ cũng vì hai người mà tạnh. Nếu không có chuyện Tả Sử Tiên chen ngang, Đậu Đậu Xám đáng lẽ đã thổ lộ hết lòng mình và thách đấu với Bất Hủ Tiên Tử ngay từ đầu. Hôm nay, nàng và Bất Hủ phải quyết chiến sinh tử. Bất Hủ Tiên, lên thiên đình mà đấu. Đến đây, Bất Hủ Tiên Tử cũng mang trong mình sát ý, linh hồn nàng phát sáng, phảng phất ánh sáng từ cổ xưa, trường tồn vĩnh cửu. Ba tiên chiến kết thúc rồi à? Chu Thiên nơm nớp lo sợ hỏi, cũng không phải là muốn nghe câu trả lời, mà chỉ là muốn tự trấn an mình trong tình huống khủng khiếp này. Oanh! Một tiếng va chạm vang lên, ngột ngạt, toàn bộ yêu thành rung chuyển dữ dội. Tiên đạo trận pháp bao phủ yêu thành lập tức bị phá hủy thành từng mảnh. Âm thanh này khiến Chu Thiên nhớ đến thời kỳ thượng cổ, khi thượng cổ bốn tiên luận bàn, thiên thạch rơi như mưa, các ngôi sao trên trời bị vỡ vụn, nhưng bây giờ, động tĩnh này còn vượt xa trận luận bàn ấy. Chu Thiên sợ hãi, trận chiến này quả thật có thể sánh với trận chiến cuối cùng giữa thượng cổ bốn tiên và một kẻ không rõ danh tính. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Một cuộc chiến với quy mô cao nhất từ trước đến nay. Chu Thiên bước ra khỏi hoàng cung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hai bóng hình xinh đẹp với khuôn mặt giống nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt đang giao chiến, mỗi lần va chạm đều khiến mặt đất rung chuyển. Trận chiến giữa hai người này còn lớn hơn nhiều so với ba tiên chiến trước đó. Khóe miệng Chu Thiên co giật, đại thế chi tranh còn chưa nói đến, nhưng xin đừng diễn ra trên địa bàn của ta thật sự không thể quản nổi. Chu Thiên thúc thúc, chuyện gì xảy ra vậy? Kim Thải Vi cùng kỳ tộc vội vàng bay tới hỏi. Vốn nàng đang say ngủ, nhưng tiếng động đã khiến nàng giật mình tỉnh giấc. Chu Thiên và lão cùng kỳ là cùng một thế hệ, nên theo bối phận, Kim Thải Vi phải gọi hắn là thúc thúc. Nhìn lên trời đi, Kim Thải Vi nhìn thấy hai Bất Hủ Tiên Tử, cũng bị chấn động. Rốt cuộc trong thời gian nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì? Thế này không ổn, yêu thành gặp nguy hiểm. Kim Thải Vi và Chu Thiên đồng thời đưa ra phán đoán. Bất Hủ Tiên Tử và Đậu Đậu Xám đều cố gắng tránh gây thương tổn cho người vô tội, nỗ lực bay lên cao, nhưng với cấp bậc chiến đấu này, chỉ một đòn nhỏ cũng có thể khiến yêu thành bị tiêu diệt. Không có trận pháp nào chịu nổi. Chu Thiên bất lực, đây quả là thảm họa diệt thế. Ta có cách! Kim Thải Vi hét lên, bay lên tầng trời thấp. Dù chiến đấu diễn ra xa tít, nhưng sự rung chuyển không gian do trận chiến gây ra vẫn khiến nàng cảm nhận rõ ràng, thậm chí ảnh hưởng tới việc bay của nàng. Cho ta ép lại.
Kim Thải Vi sử dụng mặt phẳng đạo quả hình thức ban đầu, ép toàn bộ yêu thành lại thành một mặt phẳng. Sau đó, nàng điều chỉnh độ dài và rộng của mặt phẳng, khiến chiều dài và chiều rộng đều chỉ còn một tấc. Một yêu thành rộng lớn giờ đây nằm gọn trên bàn tay của Kim Thải Vi. Chu Thiên thúc thúc, ngươi hãy trấn an bá tánh, ta đi xem tình hình thế nào. Chu Thiên có đạo quả hình thức ban đầu mạnh được yếu thua, giúp cho bá tánh yêu thành an toàn, không phát sinh bạo loạn, tránh được thương vong và tổn thất tài sản. Khi Kim Thải Vi ép yêu thành thành mặt phẳng, có vài người không bị ảnh hưởng. Lục Dương cùng những người khác cũng dễ tìm, tại chỗ yêu thành ban đầu chỉ còn lại một cái hố sâu hình vuông lớn và trong hố đó có ba người. Kim tiền bối, ngươi khỏe chứ? Thiếu giáo chủ, chuyện này là sao? Quả nhiên thiếu giáo chủ không bị ảnh hưởng. Hai ba câu nói không rõ ràng được đâu. Lục Dương thở dài. Thanh Hà tỷ, ngươi cũng ở đây sao? Kim Thải Vi gặp Thanh Hà, có chút ngạc nhiên. Khi còn bé, nàng đã nhận được không ít sự quan tâm chăm sóc từ Thanh Hà. Thanh Hà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trầm mặc không nói gì. Nhị đương gia, mau gọi Tiểu Chi đến đi. Vân Mộng Mộng lo lắng nói. Thật ra đến giờ nàng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại đánh nhau đến mức này. Cái gì mà Tân Hỏa Vương Triều, vì sao lại có hai đại đương gia? Lục Dương lắc đầu, vừa rồi tiên tử truyền âm cho ta, nói rằng mọi chuyện đều bắt nguồn từ nàng, nên cũng muốn kết thúc bởi nàng, không muốn ai nhúng tay vào. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 1515, Tiểu Dương Tử, ta thật không nỡ ngươi a. Oanh! Một trận chiến triệt để bùng nổ, hai vị tuyệt đỉnh tiên nhân đối đầu, tịch diệt chi lực và bất hủ chi lực va chạm, chôn vùi thời gian và không gian, tạo nên sự hỗn loạn vô cùng. Đậu đậu xám toàn thân tắm trong ngọn lửa màu xám, không gian xung quanh sụp đổ, hư không vỡ vụn. Đây là ngọn lửa thiêu rụi tiên khu và tiên hồn đến mức không còn gì, là ngọn lửa diệt thế vĩnh viễn không tắt, đủ mạnh để thiêu đốt cạn kiệt cả Đông Hải nếu nàng muốn. Chiến đấu với nàng, điều kiêng kỵ nhất chính là bị ngọn lửa diệt thế này chạm vào, vì khi nó bám vào tiên khu, chỉ có thể trả giá bằng máu để loại bỏ. Ứng Thiên Tiên từng mất đi nhục thân chính là vì va chạm với ngọn lửa diệt thế này trong trận chiến với đậu đậu xám. Nhưng bất hủ tiên tử không sợ chút nào, nàng trực tiếp đối mặt với đậu đậu xám, tung ra một quyền đấm vào mặt nàng, mặc dù bản thân cũng bị dính ngọn lửa diệt thế. Tiên hồn của bất hủ tiên tử mang bất hủ chi lực, mặc cho ngọn lửa diệt thế thiêu đốt, cũng không hề hấn gì. Lực đạo không đủ đâu, bất hủ. Đậu đậu xám bị đánh lệch khỏi vị trí, nhưng nhanh chóng đứng vững lại, chỉnh sửa nắm đấm, giọng nói lạnh lùng. Đối với nàng, cú đấm này không gây được chút đau đớn hay tổn thương gì. Không sợ ngọn lửa diệt thế, thật không hổ danh là bất hủ đạo quả. Hai tiên nhân trong lúc giao tranh, mỗi cử động của họ đều khiến phong vân thay đổi, hỗn độn hiện ra. Tiên quang bừng lên, công kích dữ dội như cuồng phong bão tố, từ mặt đất lên bầu trời, rồi đến cả vũ trụ. Những ngôi sao trong vũ trụ run rẩy không ngừng, như sắp vỡ tan bất cứ lúc nào. Cảm giác chấn động này. Trong cấm địa Hoàng Cung Đại Hạ, Mạnh Quân Tử và Khương Bình An cùng đứng dậy, nét mặt tràn đầy sự không thể tin nổi. Cái phương hướng này là yêu vực. Hai người nhìn nhau, đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Khoảng cách từ yêu vực đến Hoàng Cung Đại Hạ xa như thế mà họ vẫn cảm nhận được ba động từ trận chiến, rốt cuộc là ai đang chiến đấu. Trước đây, khi Mạnh Quân Tử giao đấu với Đậu Đậu Xám tại Phật Quốc, người tọa trấn Đại Hạ như Khương Bình An cũng không cảm nhận được động tĩnh. Mọi thứ đều được biết sau khi sự việc kết thúc, cuối cùng vẫn là đánh nhau sao? Vân Chi đang ở dược viên hái lá ngộ đạo thụ, cảm nhận được ba động từ chiến đấu ở nơi xa. Không cần nhìn, nàng cũng đoán được đó là hai vị tiên tử tiền bối đang đối đầu. Sau khi hái xong lá cây, nàng chậm rãi quay lại Thiên Môn Phong, pha trà thưởng thức. Trận chiến này đáng tiếc là không thể đến xem. Đậu đậu xám mang trên mình số phận của tiên tử tiền bối, có khả năng xoay chuyển tình thế. Chỉ khi đối đầu với tiên tử tiền bối, nàng mới cảm nhận được rõ ràng số phận chống đỡ của mình, không biết trận này sẽ thắng hay thua. Tiểu sư đệ cũng không gọi ta đi cùng, đại khái là tiên tử tiền bối không muốn ta nhúng tay vào chuyện này. Sau trận giao đấu ở Đông Hải và những lần thử nghiệm tiếp theo, Vân Chi nhận ra rằng vấn đề của đậu đậu xám chỉ có thể được giải quyết bởi tiên tử tiền bối. Tiểu Vân, có phải đã xảy ra tiên chiến rồi không? Hãn Hải Đạo Quân cũng cảm nhận được trận chiến tại Yêu Thành và vội vàng đến tìm Vân Chi để hỏi thăm tình hình, nhưng hắn không đoán ra được ai là người tham chiến. Vâng, vậy chúng ta đi xem một chút được không? Hãn Hải Đạo Quân tò mò muốn đến xem trận chiến tiên chiến hiếm hoi này. Trận chiến Đế Thành lần trước hắn đã bỏ lỡ, lần này quyết không thể bỏ qua.
Hắn mở ra không gian chi môn dựa trên tính toán vị trí, nhưng khi vừa hình thành, cửa không gian liền tan biến. Đây là... Hãn Hải Đạo Quân giật mình, chưa từng gặp tình huống này trước đây. Vân Chi uống xong một ly trà, rồi rót thêm một chén nữa, mời Hãn Hải Sư Tổ ngồi xuống uống trà. Nàng khuyên nhủ, theo ta, không nên đi qua đó. Không gian ở khu vực giao chiến đã hoàn toàn rối loạn, việc truyền tống không thể thực hiện được. Tự bạo, trong vũ trụ xảy ra liên tiếp những vụ nổ lớn, ánh lửa bừng sáng cả một khoảng không, mặc dù lúc này đã là ban đêm, nhưng ánh sáng vẫn rực rỡ như ban ngày. Đậu Đậu Xám bị trọng thương, máu nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng thương thế của nàng đang nhanh chóng khép lại. Ngươi chỉ có linh hồn mà không có nhục thân, thực lực chân chính của ngươi có thể phát huy được bao nhiêu? Đậu Đậu Xám ngạo mạn nói, nhanh chóng tiến về phía trước. Nàng có thể nhanh chóng phục hồi thương thế nhờ nhục thể quá mạnh mẽ, trời sinh đã có khả năng tự hồi phục, hoàn toàn không cần đến đạo quả. Nàng tiến vào trung tâm vụ nổ, thừa dịp Bất Hủ Tiên Tử đang khôi phục nhục thân, tung ra một quyền. Tiên đạo sát quyền. Đây là Đậu Đậu Xám tự mình sáng tạo ra chiêu quyền pháp này, nguồn gốc từ Tịch Diệt đạo quả. Một quyền ra tay vô song, dẫn phát thiên địa dị biến, chứa đựng tịch diệt chi lực vô biên, có thể tiêu diệt hết thảy sự sống, thậm chí khiến cho thọ nguyên của đối thủ nhanh chóng cạn kiệt, dẫn tới thiên nhân ngũ suy, chết già ngay tại chỗ. Mặc dù Bất Hủ Tiên Tử không thiếu hụt sinh cơ, mẫn diệt sinh cơ không có tác dụng trên nàng, nhưng dù bỏ qua hiệu ứng này, một quyền vẫn chứa lực đạo mạnh mẽ, đẩy nàng bay xa. Đậu Đậu Xám không dừng lại, tiếp tục tung chiêu liên tục, không cho Bất Hủ Tiên Tử cơ hội nghỉ ngơi, đẩy nàng từ vũ trụ về đến khối đại lục thứ 6 là Vô Linh Đại Lục. Vô Linh Đại Lục giống như phiên bản của Trung Ương Đại Lục, có sông núi, biển hồ, tươi tốt xanh nhưng không có linh khí cũng không có sự sống. Nó là một mảnh đất nguyên thủy và thuần túy, vạn vật điều linh. Khí tức tử vong từ Đậu Đậu Xám tỏa ra nồng nặc, những nơi nàng đi qua, cây cối lụi tàn, núi non sụp đổ, hóa thành đất bằng, sông ngòi khô cạn, sa mạc mở rộng rồi dần dần biến mất, tất cả đều hóa thành hư vô. Tịch diệt chi lực khiến cho vạn vật quy về hư vô, hằng định bất biến. Bất Hủ Tiên Tử hét lên, dùng Bất Hủ chi lực khóa chặt vùng này, để mình và mọi thứ tại đây lâm vào trạng thái vĩnh hằng. Bất kể ngoại lực nào cũng không thể thay đổi. Thật là phiền phức, Đậu Đậu Xám lạnh lùng nói. Khó trách lúc là bán tiên, ngươi lại từ bỏ tịch diệt đạo quả để chuyển sang Bất Hủ đạo quả. Trong tất cả những đối thủ từng đối mặt, Đậu Đậu Xám nhận thấy Bất Hủ đạo quả là khó đối phó nhất, bởi nó hoàn toàn trái ngược với chi lực của nàng. Nếu ngươi chỉ có thế thôi, thì có thể chết đi rồi. Tình hình chiến đấu ra sao? Lục Dương và những người khác chờ đợi kết quả trận chiến với sự lo lắng. Bất Hủ Tiên Tử và Đậu Đậu Xám đánh nhau từ vũ trụ đến Vô Linh Đại Lục, không ai biết rõ ai đang chiếm ưu thế. Oanh! Một bóng người bị đánh rơi, tạo ra một hố sâu có thể sánh với yêu thành. Tiên Tử! Lục Dương hét lên đầy kích động. Bị đánh rơi lại là Bất Hủ Tiên Tử. Đừng tới đây! Bất Hủ Tiên Tử hét lên, lúc này toàn thân nàng đang bị tịch diệt chi lực bao vây. Nếu Lục Dương nhiễm phải, chỉ một chút thôi cũng sẽ chết. Đậu Đậu Xám đáp xuống mặt đất, từng bước tiến về phía Bất Hủ Tiên Tử đang nằm trên đất. Vì Tiểu Hà, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng tất cả những người khác, ngoại trừ ngươi, đều phải chết. Đậu Đậu Xám quay đầu nhìn về phía Lục Dương, trong mắt hiện lên sát cơ nồng nặc, nhất là ngươi, ngươi đã biết ta tồn tại, lợi dụng ta để giải quyết Ứng Thiên Thi. Bất Hủ Tiên Tử cố gắng đứng dậy, ngăn Đậu Đậu Xám lại, ánh mắt đầy hung hãn. Tiểu Dương Tử là người ta bảo vệ, ai cũng không được phép chạm vào hắn. Nàng quay lại nhìn Lục Dương, nở nụ cười đầy đau thương. Tiểu Dương Tử, ta thật không nỡ rời xa ngươi. Tiên Tử, ngươi định làm gì? Lục Dương sợ hãi, muốn lao lên ngăn cản. Nhưng đã quá muộn. Bất Hủ Tiên Tử như đã đưa ra quyết định, linh hồn nàng bừng sáng, từ một linh hồn ảm đạm trở nên tràn đầy sức sống. Không chỉ tràn đầy, mà còn hoàn toàn biến thành nhục thân. Đậu Đậu Xám khiếp sợ nhìn Bất Hủ Tiên Tử, đây là dùng Bất Hủ đạo quả để tái tạo lại nhục thân. Bất Hủ Tiên Tử nhìn thẳng vào Đậu Đậu Xám đang sửng sốt, từng chữ một, ta vốn không muốn đi đến bước này, là ngươi bước ta. Chương 1516, danh tự. Bất Hủ Tiên Tử đạt được nhục thân chỉ trong một khoảnh khắc, khiến Đậu Đậu Xám trở nên cực kỳ cảnh giác. Đối phương giờ đây đã có khả năng đạt lại nhục thân. Đậu Đậu Xám cảm thấy cũng tốt, bởi nếu phải chiến đấu với linh hồn Bất Hủ Tiên, cho dù có thắng cũng không đem lại cảm giác thành tựu. Tiên đạo sát quyền, tiên tử quyền pháp, hai thân ảnh đồng thời biến mất tại chỗ. Đậu Đậu Xám ra quyền rất nhanh, nhưng Bất Hủ Tiên Tử còn nhanh hơn. Một quyền mạnh mẽ đánh thẳng vào bụng Đậu Đậu Xám, khiến nàng phun ra một ngụm tiên huyết.
tiên huyết ăn mòn mặt đất, bốc khói sôi sùng sục, trực tiếp ăn mòn xuống lòng đất và chỉ dừng lại khi đụng phải kết giới do bốn tiên thiết lập. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hàng trăm nghìn lần. Thanh Hà cũng không thể thấy rõ diễn biến trận chiến, chỉ có thể xác định hướng mà các nàng di chuyển thông qua những vết nứt không gian. Mặc dù vậy, Thanh Hà vẫn không thể bắt kịp tiết tấu của hai người, luôn luôn chậm một bước. Những người khác thì lại càng không cần bàn đến. Đậu Đậu Xám liên tục bị đẩy lùi, cánh tay nàng run rẩy vì lực đả kích quá mạnh. Khí lực của Bất Hủ Tiên Tử quả thực kinh người, trong cuộc đối đầu về sức mạnh, Đậu Đậu Xám bất ngờ rơi vào thế yếu. Trước đó, Bất Hủ Tiên Tử khi còn là linh hồn đã rất ít ra quyền vì biết rằng về mặt thể chất, mình không thể so bì với Đậu Đậu Xám. Nhưng giờ đây, nàng đã đạt lại nhục thân, không còn lo lắng về điểm yếu này nữa. Nguyên lai đây mới là thực lực chân chính của ngươi, Bất Hủ, Đậu Đậu Xám lên tiếng. Từ khi xuất đạo đến nay, Đậu Đậu Xám chưa từng thua, thậm chí chưa từng rơi vào thế hạ phong. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một đối thủ nhục thân vượt trội hơn mình. Chỉ có thế này mới đúng, thắng được một đối thủ như vậy mới có cảm giác thành tựu. Đối mặt với Bất Hủ Tiên Tử đã đạt được nhục thân, Đậu Đậu Xám không hề sợ hãi. Nàng và Bất Hủ Tiên Tử vốn là cùng một người, đã ngưng tụ được vô địch đan, cả đời bất bại, nàng tự tin tuyệt đối vào thực lực của bản thân. La Hán Quả Quyền, Cam Thảo Quyền, Cầu Kỳ Tử Quyền, Đương Quy Quyền. Bất Hủ Tiên Tử liên tục ra quyền, mỗi một quyền đều khác biệt, biến hóa đa dạng, khó lòng phòng bị. Tiên Tử Quyền Pháp có thể xem như thuốc, hóa thân thành vạn cây cỏ, sinh cơ vĩnh hằng, đem sinh khí truyền vào khu vực này, chống lại tịch diệt chi lực. Đồng thời, Tiên Tử Quyền Pháp còn có thể đem dược lực đánh vào đối phương, làm rối loạn kinh mạch đối thủ. Ngũ Hành Đại Độn, đây là độn pháp và cũng là một phương pháp di chuyển tốc độ cực nhanh. Đậu Đậu Xám như rồng như phượng, tốc độ gần như đạt tới tốc độ ánh sáng, vượt xa Mạnh Quân Tử khi sử dụng cấp tốc đạo quả. Bất Hủ Tiên Tử giữ bình tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến. Nàng đứng yên tại chỗ, nhắm mắt lại, dùng tiên thức dò xét Đậu Đậu Xám, mặc cho đối phương di chuyển xung quanh mình. Đậu Đậu Xám bắt lấy một khe hở và xuất hiện, phát ra thần quang, quyền lực nhắm thẳng về phía Bất Hủ Tiên Tử. Ở đây, ngay lúc Đậu Đậu Xám ra tay, Bất Hủ Tiên Tử đã bắt lấy thời cơ, ra đòn sau nhưng lại đến trước. Song quyền va chạm nhau, tạo ra dư ba khuấy động trong vũ trụ, làm vỡ vô số hư ảnh của các vì sao. Cả những phù văn cổ xưa cũng xuất hiện và rồi nhanh chóng biến mất. Nếu thượng cổ bốn tiên ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra những phù văn này là những dấu ấn nguyên thủy nhất, sinh ra cùng với thế giới. Bất Hủ chi lực và tịch diệt chi lực va chạm, dường như tạo nên một xu thế diễn hóa thế giới. Chỉ có điều, thế giới này vẫn còn, nhưng hoàn cảnh và thời cơ không thích hợp, nguyên thủy phù văn không thể tồn tại đây. Khi hai lực lượng va chạm, một tiểu thế giới mới được sinh ra. Nguyên thủy phù văn có thể tồn tại trong tiểu thế giới này. Nhưng rất nhanh chóng, tiểu thế giới đã không chịu nổi tịch diệt chi lực và nổ tung. Đậu Đậu Xám máu đổ không ngừng, dù sinh mệnh lực có mạnh mẽ đến đâu, tiên khu có cường đại và có khả năng tự lành đến mấy, cũng không thể sánh bằng Bất Hủ Tiên Tử với Bất Hủ đạo quả. Bạo! Đậu Đậu Xám hét lớn, quyết tâm đánh đến cùng. Một loạt tiếng oanh liên tục vang lên, không giống với những lần tự bạo trước đó, lần này liên tục bùng nổ là tiên khu tiên hồn hoàn toàn bạo tạc, uy lực không gì sánh nổi. Đậu Đậu Xám ban đầu muốn cứng đối cứng như trước, nhưng ngay từ đợt bùng nổ đầu tiên đã khiếp sợ phát hiện rằng uy lực lần này mạnh hơn rất nhiều, không thể nào ngạnh kháng. Phá hủy không gian khái niệm. Chỉ cần phá hủy khái niệm không gian, khoảng cách giữa hai người sẽ trở nên không xác định, hoặc là vô hạn xa, hoặc là vô hạn gần, chỉ như vậy mới có thể tránh được đợt bùng nổ tiếp theo. Không gian khái niệm Bất Hủ. Bất Hủ Tiên Tử lập tức khóa chặt khái niệm không gian, khiến cho mọi kỹ năng của Đậu Đậu Xám trở nên vô dụng trước sức mạnh của Bất Hủ đạo quả. Trong tình thế nguy cấp, Đậu Đậu Xám sử dụng tịch diệt chi lực tạo thành nhiều lớp màn chắn để bảo vệ mình, nhưng từng lớp một bị những đợt bùng nổ phá hủy tan tành. Kết thúc rồi sao? Khi lớp màn chắn cuối cùng biến mất, tiếng nổ cũng ngừng đột ngột, không gian trở nên yên tĩnh đến rợn người, chỉ còn lại những lớp bụi mờ chứng minh rằng nơi này đã từng xảy ra một trận chiến kinh hoàng. Bỗng nhiên lớp bụi chuyển động, Bất Hủ Tiên Tử xuyên qua bụi, xuất hiện trước mặt Đậu Đậu Xám. Thời gian như ngừng trôi vào lúc này, tâm trí Đậu Đậu Xám cũng lắng dịu lại, nàng cảm thấy như đang nhìn vào gương. Trong gương là hình ảnh hoàn mỹ, không tì vết của chính nàng, người được tất cả mọi người yêu thương. Nhưng hình ảnh trong gương bỗng vỡ tan, vô tận bùng nổ nuốt chửng Đậu Đậu Xám. Khi tỉnh lại, Đậu Đậu Xám phát hiện mình đang rơi xuống, dưới chân chính là Yêu Thành. Nàng bản năng muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng phát hiện rằng nhục thân và linh hồn của mình đã không còn,
Giờ đây nàng chỉ còn lại chút ít ý thức, cuối cùng vẫn là thua. Thua một cách triệt để, và có lẽ nếu có cơ hội nữa, kết quả cũng sẽ không khác biệt. Bất Hủ, ngươi nói đúng, ta quả nhiên không thể trở thành ngươi. Đậu Đậu Xám cảm khái nhìn về phía Bất Hủ tiên tử đang rơi xuống cùng mình. Bất Hủ tiên tử ánh mắt phức tạp, nhìn người còn lại, ngươi hiểu lầm ta. Ý của ta là ngươi có thể làm chính ngươi, ta nghĩ Tiểu Hà cũng nghĩ như vậy. Nghe Bất Hủ tiên tử nói, Đậu Đậu Xám cười nhẹ, tâm trạng thoải mái hơn, vậy sao? Nguyên lai là các ngươi đều nghĩ vậy, giờ đây mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Hai người tiếp tục rơi xuống, lâm vào trầm mặc, không ai biết đối phương đang nghĩ gì. Một lát sau, Đậu Đậu Xám như chợt nhớ ra điều gì, hỏi, đúng rồi, ta gọi ngươi là Bất Hủ tiên suốt, vậy ngươi có tên thật sao? Ta gọi là Hoàng Đậu Đậu. Ha 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 ha, đây là tên gì kỳ cục thế? Đậu Đậu Xám cười to, không ngừng trêu đùa tên của Bất Hủ tiên tử. Như thể lúc này nàng không còn là vị tiên lạnh lùng tàn nhẫn trước đó, mà chỉ là một cô gái hồn nhiên, vô tư. Vậy còn ta có tên không? Có chứ, ngươi gọi là Hôi Đậu Đậu, là Tiểu Dương tử đặt cho ngươi. Đặt tên lười biếng thật đấy. Đúng vậy, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Đậu Đậu Xám lắc đầu cười, nhìn về phía Thanh Hà đang chạy về phía mình, dùng hết chút sức lực cuối cùng để hét lớn. Uy, Tiểu Hà, ngươi sai rồi. Ta có tên, ta là Hôi Đậu Đậu. Thanh Hà vội vàng đưa tay ra bắt lấy Đậu Đậu Xám, nhưng thân ảnh của nàng đã hóa thành điểm điểm quầng sáng, tan biến trên không trung, không để lại gì cho Thanh Hà có thể bắt lại. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 1517, về Tông Môn, 1. Thanh Hà mở ra hai tay trống rỗng, trong lòng nàng có một cảm giác thất vọng và mất mát. Cái người chủ cứng rắn đã giữ nàng bên cạnh suốt 30 vạn năm, cuối cùng vẫn đi rồi sao? Dù không còn phải ở bên Hôi Đậu Đậu, Thanh Hà vẫn không thấy vui vẻ, mà ngược lại cảm thấy trống vắng và khó chịu. Khụ khụ khụ. Bất Hủ tiên tử kịch liệt ho khan, trận chiến vừa qua không hề dễ dàng. Dù nàng có bất hủ chi lực để khắc chế tịch diệt chi lực, nhưng cũng bị chính tịch diệt chi lực làm tổn thương không nhỏ. Tiên tử, ngươi không sao chứ? Lục Dương vội vàng bước lên, đỡ lấy Bất Hủ tiên tử đang lung lay như muốn ngã. Nhìn thấy Bất Hủ tiên tử đầy vết thương, Lục Dương không khỏi đau lòng. Đây là lần đầu tiên Lục Dương chạm vào thân thể của tiên tử, nhưng lại là trong hoàn cảnh như vậy. Trước đó, lời chia tay của tiên tử như thể lời nói sau cùng trước khi chết, khiến Lục Dương sợ hãi và hoang mang. Bất Hủ tiên tử nằm trong vòng tay của Lục Dương, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn mỉm cười yếu ớt, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, thế nào, bản tiên đã nói là làm được. Không cần đến Vân Nha Đầu, bản tiên cũng có thể giải quyết nàng. Bản tiên đã nói sẽ bảo vệ ngươi, thì sẽ bảo vệ ngươi. Còn tưởng là phải rơi vào kết cục đồng quy vu tận, lúc ấy mới chia tay với ngươi, may mà bản tiên thắng một bậc. Đại nhân, đại đương gia, Bất Hủ tỷ tỷ. Thanh Hà, Vân Mộng Mộng và Kim Thải Vi đồng loạt vây quanh Bất Hủ tiên tử, nét mặt đầy lo lắng. Bất quá, nàng thật sự rất khó đối phó. Bất Hủ tiên tử cố gắng đứng dậy nhưng không làm nổi, cuối cùng lại ngã xuống. Tiên tử, đừng nói chuyện nữa. Để ta mời đại sư tỷ đến cứu ngươi. Lục Dương nói lo lắng, tình trạng của tiên tử thế này rõ ràng không hề tốt. Không cần đâu, ta bây giờ thế này, Vân Nha Đầu có đến cũng vô dụng. Thân thể nàng dần tiêu biến, trở lại thành linh hồn, nhập vào không gian tinh thần của Lục Dương. Bất Hủ tiên tử nằm trên giường nhỏ trong không gian tinh thần, tiếng nói yếu ớt, nguyên bản ta còn cần 100 năm để khôi phục tiên khu. Nhưng giờ cưỡng ép khôi phục, có lẽ phải cần 200 năm mới có thể hoàn toàn phục hồi. Tiểu Dương tử, lại phải làm phiền ngươi rồi. Không phiền phức gì cả, không có việc gì là tốt rồi, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Lục Dương vội vàng nói, chỉ cần Bất Hủ tiên tử không sao thì thế nào cũng được. Thanh Hà, Vân Mộng Mộng và Kim Thải Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì lớn là tốt. Trong đầu Thanh Hà lóe lên một nghi vấn, vì sao đại nhân lại ở trong không gian tinh thần của Lục Dương. Thấy Vân Mộng Mộng và Kim Thải Vi không phản ứng gì lớn, có lẽ là trước đây đại nhân đã luôn ở đó. Đánh xong rồi sao? Chu Thiên nhỏ giọng hỏi, một trận chiến này quả thực làm hắn sợ hãi đến mức muốn rút lui. Hắn đã từng lựa chọn ngủ say trong thời kỳ Thượng Cổ, cũng vì gặp Thượng Cổ bốn tiên nghênh chiến với phía sau màn hắc thủ, cảm thấy Thượng Cổ quá nguy hiểm. Hắn nghĩ ngủ vài chục vạn năm nữa rồi tỉnh lại, thế gian sẽ yên ổn hơn. Kết quả, khi tỉnh dậy lại tiếp tục gặp phải những trận chiến cấp bậc cao như thế, mà còn xảy ra ngay trên đầu hắn, khiến hắn sợ hãi muốn chết. Không được, ta là người mở ra đại thế chi tranh, nếu bây giờ lại ngủ say,
chẳng phải bỏ lỡ cơ hội của đại thế chi tranh. Chu Thiên vẫn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Hắn là yêu đế bên ngoài yêu vực, được kính ngưỡng và tôn trọng, điều mà hắn chưa từng hưởng thụ trong thời kỳ thượng cổ. Dù sao thì chỉ là vận may không tốt, khi thành lập yêu quốc thì gặp Khương Liên Y thức tỉnh, giờ lại gặp phải trận chiến của Song Tiên. Chờ một chút, tại sao mỗi lần có chuyện xảy ra đều thấy Lục Dương đại ca có mặt? Chu Thiên, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi là ai chiến đấu? Còn Yêu Thành thì đâu rồi? Khương tỷ, Ngao tỷ, Chu Thiên đáp lại. Ngao Linh và Khương Liên Y đang ở yêu vực, cảm nhận được một trận chiến kinh hoàng xảy ra ở Yêu Thành, liền vội vàng chạy đến. Đến nơi thì chiến đấu đã kết thúc, toàn bộ Yêu Thành cũng biến mất, chỉ còn một mình Chu Thiên đang nói lầm bầm. Là Lục Dương sư huynh. Hai nàng mắt tinh, nhanh chóng nhìn thấy vị trí ban đầu của Yêu Thành, nơi chỉ còn lại một cái hố lớn với Lục Dương bên trong, không nói thêm với Chu Thiên, cả hai bay thẳng tới. Thanh Hà muội muội cũng ở đây. Chương 1518, về tông môn 2. Gặp lại Thanh Hà sau hơn 30 vạn năm, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Linh tỷ, Liên Y tỷ, hai nàng đến, không khí trầm lắng trên hiện trường cũng phần nào tan đi. Thanh Hà đã sớm nghe về việc Ngao Linh và Khương Liên Y thức tỉnh, nhưng trước giờ nàng chưa thoát thân để gặp họ. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nghe xong Lục Dương kể lại, hai người không khỏi thổn thức. Ngao Linh có cảm xúc mãnh liệt hơn Khương Liên Y, vì Khương Liên Y ngủ say từ rất sớm, không biết nhiều về Tân Hỏa Vương Triều và Hôi Đậu Đậu. Còn Ngao Linh thì thức tỉnh sau khi Tân Hỏa Vương Triều đã thành lập. Bất Hủ tỷ tỷ có sao không? Lục Dương liếc mắt vào không gian tinh thần, nơi Bất Hủ tiên tử đang nằm trên giường ngủ say, đáp lại, không sao cả, chỉ đang ngủ thôi. Không ai biết Bất Hủ tiên tử đang mơ gì, nhưng nàng vẫn mỉm cười. Bất Hủ tiên tử mở nhẹ mắt một chút, xác nhận Tiểu Dương tử đã đi rồi, sau đó tiếp tục ngủ. Tuế Nguyệt tiên dạy ta cách này quả nhiên có tác dụng, nàng lẩm bẩm. Hiện giờ các ngươi định làm gì? Khương Liên Y hỏi. Về tông môn, Lục Dương đáp. Vậy chúng ta cùng ngươi trở về, Ngao Linh và Khương Liên Y đồng thanh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không thể cứ bỏ qua mà không nói gì. Thêm vào đó, Thanh Hà cũng muốn về Vấn Đạo Tông và đây là cơ hội tốt để họ ôn lại chuyện xưa. Minh Nguyên đạo nhân xử lý thế nào? Vân Mộng Mộng hỏi. Trong lúc chiến đấu, Minh Nguyên đạo nhân đã bị Kim Thải Vi ép thành mặt phẳng và bị giữ lại ở Yêu Thành. Lục Dương suy nghĩ. Dù thêm hay thiếu một độ kiếp kỳ tại Tù Phong cũng không quan trọng, mà trận chiến này là một tai họa bất ngờ đối với Yêu Thành, làm khó cho Tiểu Chu. Vì vậy, Lục Dương quyết định để Minh Nguyên lại cho Chu Thiên. Minh Nguyên đạo nhân giao cho Chu Thiên xử lý, chúng ta về nhà thôi. Trước khi rời đi, Kim Thải Vi khôi phục lại Yêu Thành thành dáng vẻ ban đầu. Trên đường về nhà, Lục Dương được hộ tống bởi năm vị bán tiên. Bên tay trái là Vân Mộng Mộng, bên tay phải là Ngao Linh, Khương Liên Y, Thanh Hà và Kim Thải Vi. Cảnh tượng thật sự phong phú, dường như chỉ có mỗi mình hắn không phải bán tiên. Lục Dương được năm bán tiên hộ tống trở về Vấn Đạo Tông. Đây là điều mà đến cả thượng cổ bốn tiên cũng chưa từng có được. Quả thật, phong quang vô lượng, đến mức đại sư tỷ phải tự mình ra cửa nghênh đón. Đại sư tỷ. Lục Dương vừa nhìn thấy đại sư tỷ liền cảm giác như gặp được chỗ dựa vững chắc, liền trở nên vô cùng xúc động. Tiểu Chi, chúng ta đã về rồi. Vân Mộng Mộng cười hì hì chào hỏi. Lần này đi ra ngoài thật sự là trải nghiệm đáng giá. Vân Nha Đầu, khụ khụ, không ngờ ta còn có thể sống để gặp lại ngươi. Bất Hủ tiên tử từ không gian tinh thần bay ra, yếu ớt, thiếu sức sống. Nhìn thấy Bất Hủ tiên tử trong tình trạng như vậy, Vân Chi không khỏi để lộ vẻ mặt kỳ quái, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 1519, ánh mắt giao lưu, 1. Rất sớm trước kia, Vân Chi đã nhìn ra rằng Bất Hủ tiên tử có thể khôi phục tiên khu bất cứ lúc nào, nhưng cứ một mực ỷ lại vào không gian tinh thần của tiểu sư đệ mà không chịu rời đi. Dù sao Bất Hủ tiên tử cũng là tiền bối, không thể không để lại mặt mũi cho nàng. Vân Chi không thể kiên quyết đuổi nàng ra khỏi không gian tinh thần của tiểu sư đệ, nhưng nàng cũng nghĩ rằng khi tiểu sư đệ gặp nguy hiểm, tiên tử tiền bối xuất thủ, thì nàng ấy sẽ không còn lý do để ở lại không gian tinh thần. Lục Dương đã mấy lần đối mặt với nguy hiểm, nhưng Vân Chi đều không chuẩn bị cho hắn một biện pháp bảo mệnh, nguyên nhân cũng nằm ở đây. Không ngờ rằng những lần đó đều không cần tiên tử tiền bối xuất thủ, tiểu sư đệ vẫn an toàn vô sự. Vốn cho rằng Hôi Đậu Đậu có thực lực đủ mạnh, tiên tử tiền bối không khôi phục tiên khu chắc chắn không đánh lại. Bây giờ nhìn lại, tiên khu đã khôi phục, nhưng rồi lại biến mất.
Bất Hủ Tiên Tử liếc nhìn Vân Chi, Vân Chi cũng nhìn lại Bất Hủ Tiên Tử, tất cả đều thể hiện qua ánh mắt. Vân Chi thấy đau đầu, quả nhiên trên thế gian này, chỉ có tu luyện là bớt lo nhất. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, tất cả hãy vào trong đi. Vân Chi mời mọi người vào Thiên Môn Phong, nhưng bốn chiếc ghế dựa hoàng đế lại trở nên quá ít vào lúc này. Mọi người ngồi dưới đất đi. Vân Mộng Mộng chào mời, tìm dưới bóng cây, lấy ra tấm thảm dùng trong dã ngoại từ nhẫn chữ vật, trải lên mặt đất. Sau đó, nàng lại lấy ra các món ăn ngon từ phiên chợ mà nàng đã tỉ mỉ chọn lựa, đã được nàng và Thanh Hà đồng tình là mỹ vị, đặc biệt mang về cho Tiểu Chi nếm thử. Món ngon được chia cho mọi người cùng ăn, cũng coi như cho Tiểu Chi nếm qua. Đều là người trong nhà, không cần khách sáo, Lục Dương cầm lấy một miếng điểm tâm dài mảnh mà hắn chưa từng thấy, bên ngoài xốp giòn, bên trong là nhân thịt, rất ngon. Lục Dương chỉ đi phiên chợ vào ngày đầu tiên, sau đó thì bế quan tại cùng kỳ tộc để tu hành nấu ăn, không có cơ hội thưởng thức hết các món ngon từ phiên chợ. Bánh ngọt này, thêm chút nóng sẽ ngon hơn. Vân Mộng Mộng nhắc nhở, sau vài năm ngắn ngủi ở bên Vân Chi, nàng đã trở thành một nhà phê bình ẩm thực xuất sắc. Lục Dương nghe lời, dùng tam vị chân hỏa để làm nóng bánh, quả nhiên hương vị lên một cấp bậc, bắt đầu giòn hơn, nhân thịt bên trong tan chảy. Đồ ngon không thể độc hưởng, Lục Dương ném ra một quả cầu tam vị chân hỏa, lơ lửng trên không trung, ai muốn dùng thì cứ lấy. Lúc này, mọi người mới bắt đầu ôn lại sự kiện lần này. Vân Chi vừa ăn vừa nghe, liên tục gật đầu, chủ yếu là vừa ăn xong một miếng, Hảo tỷ muội đã ngay lập tức đặt miếng tiếp theo vào tay nàng. Nguyên lai Hôi Đậu Đậu còn có loại kinh nghiệm này. Vân Chi cũng có chút cảm thán, nhưng cũng hiểu rằng đây là kết cục duy nhất. Hôi Đậu Đậu quả nhiên mạnh mẽ không thể nghi ngờ, tiên tử tiền bối khi đối đầu với nàng cũng không dám giữ lại chút nào, việc bắt sống là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, với tính cách của Hôi Đậu Đậu, chỉ sợ nàng cũng không cho phép mình bị bắt sống. Hôi Đậu Đậu tiếp cận siêu thoát, Vân Chi trước đây chưa từng quen biết loại người này, muốn hiểu rõ thêm về mối quan hệ với cảnh giới siêu thoát này. Phía sau màn hắc thủ cho Tả Sử Tiên thấy quá khứ, rốt cuộc là làm sao mà thực hiện được, căn cứ vào điều kiện hợp lý tiến hành giả thiết. Vân Chi nhíu mày, việc can thiệp vào đạo quả nhìn thấu đã vượt qua khả năng của nhân quả đạo quả. Chẳng lẽ phía sau màn hắc thủ không chỉ có một viên đạo quả? Nhưng điều này là không thể, về lý thuyết thì chỉ có thể thôn phệ một đạo quả duy nhất để sát nhập, thôn tính các đạo quả khác, mà thôn phệ đạo quả lại thuộc về Trung Thiên Đế Quân. Đạo quả vốn có tính duy nhất, nếu phía sau màn hắc thủ sở hữu thôn phệ đạo quả, thì Trung Thiên Đế Quân sẽ không thể có. Thanh Hà tiền bối sau này có tính toán gì? Đại nhân ở đâu, ta sẽ ở đó. Thanh Hà kiên định nói, nàng muốn tiếp tục truy tìm bước chân của đại nhân. Khi nói câu này, Thanh Hà cảnh giác nhìn Lục Dương, dù thế nào cũng không để đại nhân lại rơi vào tay kẻ như hắn. Lục Dương không hiểu lắm vì sao Thanh Hà tiền bối lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, tựa như từ lần đầu gặp đã có địch ý với hắn. Nghe tiên tử nói, Thanh Hà tiền bối là tín đồ trung thành nhất của nàng, chẳng lẽ là vì hắn đối xử không tốt với tiên tử? Lục Dương cảm thấy bản thân đối với tiên tử rất tốt, từ việc bao bọc, bồi chơi, chịu đựng khảo nghiệm, để nàng chiếm đoạt thân xác, thậm chí còn nghe về những bí mật đen tối của nàng. Nghĩ lại thì cũng không cần suy nghĩ nhiều, nàng coi Bất Hủ tiên tử là tín ngưỡng, việc hắn không hiểu được ý nghĩ của nàng cũng là điều bình thường. Đúng rồi Tiểu Hà, ngươi có biết sao Bắc Cực đã đi đâu không? Sao Bắc Cực là ngôi sao duy nhất Bất Hủ tiên tử cai quản, chứa đựng vô số bảo vật tiên gia, giá trị không thể đo đếm. Bất Hủ tiên tử còn nhớ đã hứa với Tiểu Dương tử rằng khi tìm được sao Bắc Cực, hắn có thể khai tông lập phái, làm mưa làm gió. Chương 1520, ánh mắt giao lưu, 2. Sau khi phía sau màn hắc thủ giết chết Bất Hủ tiên tử, thế nhân đều quên đi sự tồn tại của nàng, Thanh Hà cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng lại luôn nhớ sao Bắc Cực, song sinh Hà, tử mẫu Hà, những thứ này với nàng rất quan trọng. Vì vậy khi thượng cổ bốn tiên giao chiến với phía sau màn hắc thủ, nàng đã đem chúng di rời đi. Sao Bắc Cực ấy à, ta đã chuyển đến một hộp thế giới bên ngoài. Thanh Hà hổ thẹn nói, nàng đã chuyển sao Bắc Cực đến một nơi vô cùng xa so với chiến đấu, đến mức khi bốn tiên luyện chế hộp thế giới, cũng không đưa sao Bắc Cực vào bên trong. Không sao không sao, có Tiểu Dương tử ở đây, sớm muộn gì chúng ta cũng mở được hộp thế giới. Bất Hủ tiên tử không bận tâm chuyện này lắm, dù sao cũng không phải là chuyện lớn. Tiên tử, ta đã thấy hộp thế giới được mở, nhưng không phải ta mở ra. Lục Dương nghiêm túc đính chính, hắn không có bản lĩnh lớn như vậy. Đều như nhau thôi, hộp thế giới sẽ mở ra sao? Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi ba người hỏi, ánh mắt sáng rực. Mặc dù hộp thế giới đủ lớn,
như những ngôi sao đầy trời thời kỳ thượng cổ cũng rất tuyệt, các nàng đều rất hoài niệm thời kỳ tinh không sáng chói đó. Đương nhiên, những ngôi sao bị các nàng đánh nát cũng không ít. Chỉ là nhìn thấy một góc tương lai thôi, chưa chắc đã là thật. Lục Dương bổ sung, Tuế Nguyệt Tiên đã nói rằng tương lai là không xác định, đừng để đến lúc đó hộp thế giới không mở ra, khiến ba người không vui. Tiểu Hà tỷ, ngươi có muốn gia nhập bất hủ nhất mạch của chúng ta không? Vân Mộng Mộng hỏi, bất hủ nhất mạch càng mạnh càng tốt, Tiểu Hà tỷ có trường sinh đạo quả sơ hình cũng coi như nửa thành viên bất hủ nhất mạch. Tiểu Hà, gia nhập bất hủ nhất mạch đi, làm tam đương gia. Bất hủ tiên tử cười hi hi nói, bố yếu kiểm lao khổ, cẩn trọng làm bao năm như vậy, lên đến tứ đương gia cũng không có gì để oán giận, cũng nên lên làm ngũ đương gia rồi. Thanh Hà vội vàng xua tay, sợ hãi nói, ta thiên tư ngu dốt, làm sao có tư cách gia nhập một mạch của đại nhân. Lục Dương thầm nghĩ, nếu nàng thiên tư ngu dốt, thì là tu luyện trường sinh đạo quả sơ hình đến viên mãn sao. Thanh Hà không phải lần đầu tiên từ chối gia nhập bất hủ nhất mạch. Từ thời thượng cổ nàng đã cảm thấy mình không xứng đáng với bất hủ tiên tử, vì vậy đã từ chối đề nghị này, hiện tại nàng vẫn cảm thấy như vậy. Thêm đi, Thanh Hà kiên định từ chối đề nghị của tiên tử. Vậy ngươi gia nhập vương triều đậu nành của chúng ta đi. Vân Mộng Mộng tiếp tục chiêu mộ, rất tận tụy với thế lực của mình. Vương triều đậu nành. Thanh Hà ngạc nhiên, chưa nghe thấy thế lực này bao giờ. Là vương triều do đại đương gia lập ra, rất lợi hại đấy, ta là lễ bộ thượng thư. Ba tỷ Ngao Linh là đại tướng quân, hạ đế là thừa tướng, nhị đương gia là trụ quốc đại thần. Đại nhân lập ra vương triều. Thanh Hà sửng sốt, hơi cảm động, không ngờ rằng đại nhân không có sự giúp đỡ của mình mà vẫn có thể lập nên một thế lực ngang hàng với yêu vực, Đông Hải và Trung ương đại lục. Ta gia nhập. Vậy ngươi muốn làm quan gì? Bất hủ tiên tử hỏi, vương triều đậu nành của bọn hắn không thiếu gì, chỉ là quan chức nhàn rỗi rất nhiều, hiện tại gia nhập có thể tùy ý chọn. Sử quan. Các bạn vừa nghe xong tập 152 của bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.